mô tả nha mọi người. Ui, cái này cái gì vậy trời? Ui, để vô khám phá thử coi. Ui, nguyên gì bự cho bá lửa vậy? Oh my god. Wow, nguyên một cái tòa lâu đài ở sa mạc. Trời ơi, xịn quá trời xịn luôn. Như vậy là phải báo với mọi người mới được. Ê mọi người ơi, hồi nãy sao em? Hồi nãy em đi mai phát hiện ra được cái chỗ này nè, nó như một cái cung điện vậy đó. Lâu đài vậy. Nhưng mà không bị bỏ quan cái gì, không gặp ai chứ. Vậy vô mình khám phá thử đi. Đúng rồi, đi vô đi đâu đi vô. Đi hợp lý vô. Ok. Trời ơi. Nè mọi người ơi. Wow, xịn quá à. Như cung điện vậy đó, bự ơi là bự luôn. Có cả lạc đà luôn nè. Ơi, quá trời luôn. Ê, khám phá luôn có bảo bối. Ơ lộn, giật coi có bảo báo gì không? Ôi có biết bao nhiêu phòng luôn, hay là mình chia ra mình ở đây cũng được. Quá trời đồ ăn luôn. Năm sao rồi. Có con lạc đà nè. Thử thử ơi. Hay có trong đây có dưa hấu gì luôn nè mọi người ơi. Nguyên một kho dưa hấu, đồ ăn gì lương thực từ tùm lum nè mọi người bao. Wow. Wow. Xịn chưa? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Đây nè. Mọi người đi khám phá phòng khác đi. Đi. Bên đây có cái cửa như thế này, Đâu? Wow. Ê, trong đây có cái phòng bự lắm nè. Wow. Ui. Đi vô đi. À, có cái em bé kìa. Ơi đâu ra đứa bé này vậy? Sao lại bé này vậy? Nghe dễ thương ghê. Dễ thương quá. Hay là mình đem về làng mình nuôi xem để coi mình cứu mang cứu giúp nó. Chứ giờ không có ai nuôi nó là tội nghiệp. Đúng rồi, cho Yumi nuôi á, Yumi cho bú nha. Hiểu rồi, mua sữa mua bình bú. Bé dễ thương vậy mà bị bỏ rồi. Em bé ơi, em tên gì vậy? Mấy người là ai vậy? Mấy người này là người tốt, chị cũng là người tốt, em bé cũng là người tốt. Tụi mình là sao? Người tốt sao lại xâm nhập nhà của em? Ủa vậy đâu em hả? Đâu. Chị anh này đi trong rừng thấy được có cái ngôi này nên á, anh này rủ tụi chị vô đây khám phá và mới tìm được em á, mà em ở đây em có đói bụng không? Dạ không, thường thường buổi tối em mới đói bụng, buổi sáng em không có đói bụng. Ủa nhưng mà nhà em có ở đây có mình vậy? Kỳ ta. Đúng rồi, nhà em bỏ em đi hết rồi. Còn mình em ở đây, người ta bỏ cái làng này bị xâm chiếm nên bây giờ còn có mình em ở đây thôi. Em đi theo tụi chị về nhà nha. Tụi chị có một cái làng okay. Nó có đông người lắm, ở chung cho nó vui, ok không? Ok luôn. Trời ơi. Gì đây? Trả đây, tôi xích nó về mà không trời ơi, con người giống cái con gì trong cái xích chị. Thôi, rồi bây giờ chúng ta đi về nè mọi người ơi. Đi theo chị nha bé ơi. Đi theo chị hả? Ui, con lạc đà đi sao tự nhiên nó đẹp vậy? Wow. Lạc đà này của nhà em mà. À sao nó đẹp vậy? Thôi để anh chắc về nha. Ngồi lên đó đi anh chắc okay. Về. Ok. Ủa đường nào đi ra vậy ta? Ngồi yên nha. Bye bye coi nhà này của cui nha. Ôi ơi cái gì vậy cái lô gà? Đúng rồi, say thiệt luôn ấy. Trời ơi, đi trên đường nhưng mà cũng ngủ được hay thiệt. Ui, mày thấy kìa, tự nhiên nó buổi sáng nó lại ngủ rồi kỳ thấy ngược kìa, không hiểu kiểu gì. Chắc là nó quen búi vợ sống ở bên nước ngoài vậy đó. Trời ơi, đi thôi sầu riêng ơi, mỏi chân quá dắt nãy giờ. Đi nghe qua nhà Jimmy nghe. Đi thôi, mọi người ơi. Lẹ gà ơi, vẫn lâu quá vậy. Ơi, tự nhiên thấy nó nhẹ bớt rồi, thôi đi nhanh. Thấy tự nhiên con lạc đà nó nhẹ. Ôi, mọi người ơi. Gì vậy? Hình như tôi làm rớt thằng bé ở đâu rồi. Trời ơi. Vậy rớt rồi. Chắc nãy đi nhanh quá nó rớt như trái mít rụng rồi. Trời ơi. Ôi, vậy quay lại đi nhanh không là trời khuya vậy là nguy hiểm đó, ở trong rừng mà. Ủa đứa bé rồi, đứa bé kiếm đi mọi người. Thôi đi tìm bạn. Trời sắp tối rồi là không được. Rất là nguy hiểm, phải đi kiếm nhanh lên. Dạ ơi, đứa bé chứ phải có sung lên mà rụng. Đừng được hay vậy. Không hiểu luôn, tự nhiên đi mấy vòng cái gì nhìn chắc nãy mệt quá. Trời ơi, mọi người chia ra đi nói chuyện hoài vậy. Người ta bé ơi. Ok, chia ra thôi. Có khi nào bé dưới bụng con cù ơi. Coi dưới bụng con cù ơi. Ôi, tìm cả tối luôn rồi. Tại sầu riêng. Gì tại sầu riêng mà. Ủa, nó kìa. Hãy nhau. Ủa? Hãy nhau. Em đi đâu vậy hả? Em đâu, em tới làng nãy giờ mà anh Tô Gà dẫn em tới làng mà. Ủa? Gì? À vậy hả? Ôi, vậy là không phải tại mình nha. Làng đẹp quá, làng đẹp quá. Quá luôn rồi đó. Trời. Ê, mấy anh chị ơi, em sẽ cho mấy anh chị một coi cái này ảo thuật hay lắm luôn á. Coi không? Giờ buồn ngủ lắm luôn rồi đó em. Coi em, nhìn nè, nhìn nè. Biến hình. Ủa, cái gì vậy?
Ơi sao đâu ra mấy dây rồi lại đâu quá đâu quá đâu quá nó cắn tao cắn tao. Ôi trời ơi. Rồi. Em bé đó có khi nào là làm ma hả? Ủa chắc không phải đâu, chắc chắc ảo thuật chứ. Hay nhô. Dễ thương vậy mà. Ôi cái gì? Hay nhô, hay nhô, hay nhô, hay nhô. Em bé ơi, em có thể làm lại một lần nữa được không? À, một lần nữa hả? Thôi thôi ghê lắm, ghê lắm. Mọi người tránh xa bé. Mấy người này sợ rồi. Từ 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 từ, trước khi làm để check xung quanh người để coi. Ủa hay là nó giấu cái túi gì trong lưng không ta? Giấu gì? Giấu trong cái tã của em nè, có cái cây hàng to lắm. Ôi 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 em đói quá à. Ông em không ăn miếng này đâu. Không ăn. Em sủa mà. Không ăn mấy này. Trời không, không lẽ muốn ăn cái con lạc đà nãy luôn hả? Cũng được, cũng được. Ôi đùa chị. Trời đùa. Không được mà, con lạc đà đó của em nuôi mà, không phải của anh đâu. Rồi sao mà ăn được? Ồ thì anh hỏi vậy thôi mà. Nhưng mà sao em ăn được con nó to vậy mà? Em thấy, em thấy đồ ăn rồi. Có rất là nhiều đồ ăn ở đây luôn á. Đâu em mua một người chạy đi thì... Nhưng mà cho cho em ăn không? Cái gì? Cho em ăn nha. Ừ qua là hoa lá này hả? Ăn đi. Ăn nha. Ăn đi. Ok. Ủa cái gì vậy? Ôi chị ăn thịt người đi kìa mọi người chạy đi. Ôi ôi như tàu hủ anh đúng rồi, tôi chạy trước. Làm ngon quá nhưng mà em còn đói. Trời ơi bé ăn thịt người đúng rồi. Không phải. Không phải là người bình thường. Chạy chạy chạy. Chị giúp chị kêu bi lại. Ngon quá. Ôi chị đại em đừng ăn chị vậy không. Em đâu có ăn chị đâu. Em làm gì vậy? Chị sắp chết rồi, em đừng ăn nữa nè. Ờ, chị sắp chết hả, không ăn nữa. Thôi, nhớ ăn kêu bi. Ôi bé, à, bé gà. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Bé lại. Không mau tôi á. Chạy đi con gà ơi, bé nó không mau. Tao gà đứng lại, đừng có chạy. Rồi, rồi. Chị bé ơi, chạy qua đây, chị bé ơi. Rồi. Kêu. Bi hình. Bi bi bi. Trời ơi, làm gì vậy? Trời ơi, hình như nhóc đó là cái con quỷ gì á. Thôi, tôi sợ. Nó không máu tôi nè, không biết tôi có bị gì không nữa. Không bị gì đâu. Không bị gì đâu. Không có bị gì đâu. Cái gì hồi nãy? Nhóc hình như nó biến thành con dơ kìa. Con nhỏ đó là mắt không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái gì vậy? Mày, ơi, không đánh nó được. Trời ơi, trời ơi, lại. Thôi, mọi người làm thấy ghê quá. Cho mọi người ở đây nè. Chạy đi mọi người ơi. Lê 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 lê. Chạy thôi. Trời, sen mất kêu luôn. Giờ chết hết luôn rồi. Sen mất kêu luôn. Ôi. Buổi sáng là như nó không làm được gì hết á. Buổi sáng là nó trở lại người bình thường. Ôi trời ơi. Kìa, nó gọi là con ma cà rồng nhưng mà vẫn mang trong mình trái tim nhỏ bé của một đứa con nít. À, nó vậy á. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi nè. Ôi. Thấy nó cũng cute ha. Ôi, chị tha thứ lỗi lầm cho em. Tối cắn chị đó. Cắn mình đó. Thôi không sao đâu, có gì tối mình sao thôi. Thôi hay là mình nuôi nó đi. Mình nuôi. Cho em kẹo nè. Ngon lắm á. Kẹo đi. Ok, lại đây nhóc. Rất là nguy hiểm nhưng mà nhìn cũng rất là cute nên tao sẽ cùng mọi người sẽ dạy lại mày cái cách gọi là cách làm người. Ôi, cách làm người. Không hiểu đây, gì hết. Đây là những con người, có nghĩa là những con người như là tàu hủ và zombie, kiwi, tàu đi. Là em ăn người ta đúng không? Thôi vậy là tao bắt vô cái đầu mày một cái gì nè. Ôi ơi đừng khóc. Em nè. Ôi, ok. Chú nghe giảng nè em. Cái này là không được, nhưng mà bây giờ có một cái món ăn mày có thể ăn được đó là những cái con vật mà xung quanh này, ví dụ như con heo này, mình ăn thử đi. Nào, thấy chưa? Nhưng mà thịt thúi quá, không bằng người, thịt ngồi ngon hơn. Ôi, đi. Bây giờ nếu mà ngươi còn vẫn vậy mà không có chịu nghe lời á, là ta sẽ đem ngươi ra vứt lại chỗ cũ và không ai ai nuôi ngươi nữa. Không dữ. Chưa. Ôi. Ôi, cái đó đi mọi người ơi, vậy không được rồi. Phải nói đàng hoàng ơi. Thôi, anh xin lỗi bé nha, bây giờ phải nói nhỏ nhẹ nữa mới nghe. Những con người hai chân, hai tay, một mắt, hai mũi, một miệng vậy nè. Là mình sang.
được ăn, không có được ăn, à, không có được ăn, thấy thấy có dấu ít trong hết ít à, không có được hút máu. Tại vì á, những con người với nhau là đừng có lòng thương yêu đồng bào, hiểu không? Đúng rồi, không cái này được. Anh vẽ lên sâu sắc quá hả? Ừ, cái này ngáo nào vẽ chứ không phải anh. Vậy anh có phải động vật không? Anh sao nhìn giống con gà quá vậy? Đâu, anh dạ hút má anh được. Anh này là con người, anh này con người, anh ơi. Có con gà mà. Anh này con người nhưng mà anh mặc đồ gà thôi chứ anh không phải là con gà. Ê, đồ ăn rồi, đói bụng quá ăn cái. Nhầm. À, yeah, em đã được thêm máu nhiều lắm nè. Ôi ngoan ngoan, vậy là giỏi rồi đó. À vậy à, không được ăn người, hãy ăn người. Không, không được ăn người, hãy hút máu động vật nếu mà đói. Nhưng mà phải nhầm, tôi biết nha, cái biết động vật là nó có hạn nên không có hút hoài. Động vật là cái nào là động vật? Động vật là mấy con đi bằng 4 chân á. Đi bằng 4 chân. Em hiểu không? Thôi, tụi chị biết hiểu, hiểu rồi, hiểu rồi. Thôi, chán quá. Còn chán nữa. Bye bye. Đi đâu rồi? Trời ơi, mấy người này đi về hết rồi. Buổi tối của mình chơi buồn quá vậy. Hello, ủa hai chị không đi ngủ hả? Hai chị sẽ chỉ em cho cái thằng mà áo vàng đầu trắng. Cho anh là gì? Là quậy thằng đó đâu. Quậy thôi. Thôi thôi thôi, anh tô gà nói là quậy là bị chửi, bị la sao? Nhưng mà không sao, chị lo cho em. Đúng rồi, tụi chị lo cho em. Vui lắm, tại vì cái thằng đó nó cứ kiếm chuyện tụi chị hoài à. Cho chị nè, em không ăn thịt đâu. Chán quá, nhưng mà em làm gì đâu có được cái gì đâu. Mà em còn bị mất công, bị anh tờ hủ la sao? Em qua nhà làm gì vậy, tụi chị nuôi em luôn, nuôi em. Sao chị? Em thích có người lắm đúng không? Đúng rồi, ngon lắm. Nhâm nhâm nhâm. Bây giờ tụi chị mỗi đứa sẽ cho em hết một cái, ok. Mỗi người một cái là 2 cái đúng không? Đúng rồi, 2 cái là no tới sáng luôn. Cái nhà trước mặt em luôn nè. Nè, trắng đen. Cái nhà màu trắng đen á hả? Cái đó nhà ủa, nhà anh này nhìn giống như cái biệt thự vậy. Ui 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 ui. Đậu chó. Cái gì thế nào mới nửa đêm về ổng xong nè. Tao hút chá. Quỷ không mất dài. Vô đây thôi. Mày tao hút chá, tao hút chá. Ôi. Quá trời luôn chị ơi. Trời ơi, quá trời luôn, giỏi quá. Thấy không? Trời ơi. Nhà khác, ok đi. Thấy nhà hàng nào nữa? Đâu gà con chó. Con gà ngủ dữ nè. À đây rồi. Đâu gà con chó. Ê cái gì? Đâu gà. Nghe tiếng gì thì thầm bên tai tao ta. Đâu gà con chó, đâu gà con chó. Doraemon hả? Doraemon. Doraemon đi đâu rồi? À đúng rồi, Doraemon đang đi tu sửa mà làm gì có ở đây. Ngôi nhà đầy dơ. Thôi, tụi tôi đi về nha, không có gì đâu. Trời ơi, mình phải tìm thằng nhóc đó, mình dạy. Dạy cho nó một trận mới được. Đồ. Không được đâu à. Cái thằng má cà rông con nó rồi. Đây rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy mày. Gì vậy hay? Tại sao tối qua mày con ở nhà tao mày phá? Đúng rồi. Ấy gì? Tao hủ. Sao ở đây vậy? Thấy cục bầy dơ tao nghi là cũng thằng nhóc để bày trò nó làm phá. Mày cũng bị vậy. Trời ơi. Gì vậy hay? Không phải em. Trời, ngoài mày ra còn ai có thể spawn chơi nữa. Con kia mấy cái đồng thiệt kìa. Đâu rồi ta? Đâu rồi ta? Mới thấy nó đây. Ủa, mới thấy đây mà ta. Ôi, đi chia nhau ra tìm nó lên. Không mà nó phá nữa bây giờ. Ôi. Ở luôn, lẹ, vô chỗ này. Đâu rồi? Đâu ta? Ổng không biết luôn, ổng không biết luôn, chạy thôi. Cái con này đánh đã người thằng kêu bi hả? Đâu vậy? Trời ơi. Ê, bà bắn tìm ngay, tìm nhép, tìm nhép, tìm nhép, quên mất kêu. Mà sáng giờ tôi không thấy bé đâu. Hai chị ơi, hai chị ơi. Sao vậy? Sao vậy? Anh tao gà với anh tao hủ chí đập em như một con chó vậy. Trời ơi, em nghe nó nhỏ vậy mà dám đánh nó rồi. Nói ngay một máu cho tụi nó chết luôn em. Tối rồi nè, chết mấy người rồi. Tối là sức mạnh của ma cà rồng. Ta-da. Để coi mấy người kia làm gì vậy. Gà ơi, thấy nó đâu chưa tôi gà.
Trời ơi, bên rượu, bên sau đi tìm chung anh, bây giờ mình phải tìm thôi. Ui, trời ơi. Đứng lại. Tôi đâu có làm gì đâu mà. Mà tôi biết tối trước là tôi với sầu tàu hũ đã thấy hai người lấp ló rất kỹ hình. Ai mà ảm ngủ mới đi. Giờ tôi biết là zombie với Kirby đang giấu thằng nhóc ở trong đó. Không có giấu nha. Có mồi đúng không? Hai người này lại nhốt vô trong nhà. Mình phải cứu, mình phải cứu thôi. Chạy đi mấy chị ơi. Da 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 da. Đêm sao rồi em ngồi em buồn. Đuổi nó đó. Buồn ơi là buồn. Ơi, sao mấy anh đông vậy? La 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 gì đi. Tên gì được em? Tên gì được em? Tên gì được em? Tên gì được em? Bò nè. Mày ơi ơi ơi. Bò nữa nè, bò cho mày luôn. Thôi, bò xuống. Bay nè. Ui. Ôi ơi. Wi. Không bắn được. Bắn ơi. Lại đây đi, lại đây đi. Em sợ quá, lại đây đi. Lại đây. Từ từ, đừng đánh em. Từ từ. Cái gì? Sao? Giờ mày muốn sao? Lại đây đi. Ok, lại đây nè anh Hữu. Có cái này hay lắm nè. Mọi người đếm 1 2 3 đi, em chết liền luôn. Hả? Ủa thiệt không? Thiệt. 2 rưỡi. Quỷ này. Ăn máu, ăn máu. Đen hình. Hút máu. Ôi gà, một người chết. Hút máu nè. Da dơ nữa đi. Hút máu nè, chết một người nữa. Hút máu nè. Hai cho anh. Hả? Yeah. Xong rồi, lại lãnh lương của hai chị kia coi. Ui. Trời ơi, hết hồn. Bùm. Ê, cho em lãnh lương em xong rồi nhiệm vụ rồi. Ok, lãnh lương đi. Thoải mái. Ok, xin nhiệm vụ ngày hôm nay của mấy ba cành cọc rồi. Bye bye. Bye bye với em đi mấy chị ơi. Bye bye.